Mày không được đụng tới chồng tao. Chạy đi anh Rương, chạy đi. Đứng lại. Đứng lại, đứng lại, mau đứng lại, đứng lại. Đứng lại chưa? Đứng lại, nếu không tôi sẽ bắn đó. Nã Khôn, tôi đã làm gì sai mà cậu lại căm thù tôi? Tại sao cậu cứ phải đuổi cùng giết tận tôi vậy? Ông hãy nghe cho kỹ lời tôi nói đi. Nếu như ông không nhớ nổi mình đã gây ra tội nghiệp gì thì hãy để tôi nhắc cho ông nhớ. Tượng Phật trong sợi dây chuyền ông đang đeo chính là của ba tôi. Đừng mà. Buông ra đây. Tượng Phật ba tôi cho tôi, cậu không được lấy. Bây giờ tượng Phật này nó là của tôi, không phải là của ông. Trả lại cho tôi đi. Ba. 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 Người xấu. Thì ra là mày, thằng nít ranh. Mày muốn lấy lại nó chứ gì? Mày lại đây mà lấy. Người như ông không xứng đáng để thần thánh bảo vệ đâu. Nhưng mà mày phải hứa cho tao một chuyện, là mày phải để cho tao đi. Tôi sẽ không bao giờ tha cho ông đâu Rương à. Ugh!
Mày làm cái gì ở dưới đó mà lâu quá vậy? Mau lên phụ người ta khiêng gỗ đi kìa. Dạ em biết rồi. Nhanh lên đó. Ừ. Chẳng em lại có gì không anh? Không, không có gì hết. Anh muốn cậu giúp tụi anh một chuyện. Ý của thằng Lạc chính là muốn mày giúp cho tụi anh đây khiêng đống gỗ này lên thuyền ngoài kia, có được không? Nhưng mà sợ thị lúc nãy kêu em khiêng lên xe. Nói vậy có nghĩa là... Nè. Đó. Đừng mà mấy anh. Nếu sợ thị mà biết thì không hay ho đâu. Thì mày đừng có để cho ổng biết. Tụi anh sẽ giúp mày giữ bí mật này mà. Ha. Ừ. Em giúp anh giữ bí mật, nhưng mà anh đừng có để em khiêng gỗ đi. Đó. Ừ. Cậu dám cãi lời tôi đó sao? Anh Lạc muốn làm gì thì làm đi, coi như là em không biết gì hết. Cái thằng ngốc này. Ừ. Nè, mày muốn làm cu ly tới chết đó thì tùy mày. Ngốc như mày đây thì không bao giờ ngốc đầu lên nổi đâu, biết chưa? Hả? Anh đừng có ép em nữa. Em không muốn can dự vô chuyện này đâu. Nè, suy nghĩ cho kỹ nha. Cái thằng Trương nó dám nói như vậy hay sao? Dạ thiệt đó. Dạ. Thằng Trương đi kể với người ta là ông chủ bắt nó làm như nô lệ, nhưng mà trả công còn thua cả súc vật. Đó, bây giờ nó đang ngồi trên đằng kia kìa ông chủ. Ở đâu? Đó, ở bên đó đó. Ông chủ coi đi. Không cho thằng Trương nó khiêng gỗ nữa. Để cho nó đi dắt phân bò tưới rau mỗi ngày cho tao. Dạ. Nè, sao vậy? Đi đứng đàng hoàng coi. Chắc là mày muốn ăn phân bò phân trâu để trừ cơm, có đúng vậy không? Mày hả? Đà Trương à, mày đói bụng lắm rồi hay sao? Cái thằng này. Mày dám chặt mũi tao hả? Chết đi mày. Chặt mũi tao hả? Mày thằng khốn này. Chết đi. Chặt mũi tao nè. Kéo nó lên. Đánh tiếp đi. Kéo nó lên. Giữ chặt nó. Mày hay lắm. Mày cho mày chết. Dám đứng lại. Đứng lại cho tao. Đây. Uống là hết đi. Ăn vô đi. Ăn đi. Ăn đi. Hôm nay mày không cần phải ăn cơm nữa đâu, cứ ăn phân bò phân trâu mà sống đi nha. Đúng vậy. Ngon hả? Anh Phản, em muốn được giỏi giỏi như anh để bảo vệ cho mình. Nếu cậu thật sự muốn học võ thì phải có quyết tâm, chả phải biết sử dụng các loại vũ khí khác nhau, bất kể là tấn công hay là phòng thủ. Lúc cậu tung đòn thì phải dùng hết sức của mình, giữ chặt nắm đấm. Cầm vũ khí thì phải biết dùng sức ở đâu, dùng tay không hay dùng kiếm thì cũng tương tự như nhau mà thôi. Cậu phải nhớ cho kỹ, phải cố gắng luyện tập mỗi ngày thì mới có thể tiến bộ được. Cứu tôi với. À! Đứng lại. Mày định đi đâu hả? Mày muốn cứu đâu? Cứu tôi với. Định chạy hả? Đứng lại. Cứu tôi. Không được đi. Chạy hả? Buông ra. Giữ nó lại. Cứu tôi với. Đi đâu? Đứng lại. Đứng lại. Không được động đến người tôi. Mày đi đâu vậy? Nếu không thả tôi ra, tôi sẽ đi báo cảnh sát, gô cổ mấy người lại. Miệng mồm cũng dữ quá ha. Để anh chờ tới lúc em làm vợ anh, coi lúc đó em còn đi báo cảnh sát được nữa hay không. Đứng lại. Định chạy hả? Giữ nó lại. Cứu mày tôi chạy hả? Mày muốn chạy hả? Giữ nó lại. Định chạy sao hả? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Làm ơn cứu tôi. Bọn chúng ức hiếp tôi. Làm ơn. Đỡ.
Mày hả? Cứu tôi! Cứu tôi với! Có ai không? Cứu với! Gì vậy? Đã nói chết đi! Mày thích đâu chuyện bao đồng hả? Đánh tiếp đi! Mau đứng dậy mày! Đứng lên! Xử nó đi! Thích đâu chuyện bao đồng hả? Tao đó! Mày định làm gì tao? Mày phải chết! Ngồi xuống đi. Để anh xem cho. Bị trật khớp rồi. Cố gắng chịu một chút. Sao rồi? Đúng khớp rồi đó. Đã đỡ hơn chút nào chưa? Anh thấy sao rồi? Có đau lắm không? Đau một chút thôi à. Tôi không bị làm sao đâu. Dạ cảm ơn hai anh rất là nhiều vì đã cứu mạng tôi. May mắn là hai anh ở gần nơi đây. Nếu không thì tôi tiêu đời luôn rồi. Vậy cô từ đâu tới? Cô làm cái gì mà bị bọn chúng đuổi bắt giữ vậy? Con có muốn mua gì thì cứ mua đi. Ở đây có bán bánh, có bán bắp. Để con coi thử có coi gì sao? Nữa đây. Mua cái gì đây ta? Bên đây bán gì đây hả? Dướng tay dướng chân. Nè cô đè. Kia, tại sao tự nhiên cô lại phá đồ của tôi vậy hả? Bình tĩnh, bình tĩnh lại đi Bloom. Con làm hư đồ người ta thì mau đền đi chứ, thiệt tình hả? Sao phải đền chứ? Để đồ ngán chân người ta mà. Con không có sai, đi thôi bác. Cô định đi đâu? Đền tiền cho tôi rồi đi chứ. Sao tôi phải đền chứ? Được thôi. Muốn đền hả? Cô làm cái gì vậy hả? Bình tĩnh lại đi. Đền mà. Đó, đứng lại. Đứng lại. Đáng ghét. Trời ơi. Đừng lại đứng lại ghét cho tôi. Em gái, xảy ra chuyện gì vậy? Anh mau giúp em đi. Cái con nhỏ này, nó tới đây phá đồ đạc của em. Còn dám đánh em nữa nè. Ai cho cô để đồ đạc lung tung, để người khác đi dấp chân. Còn dám đòi tiền nữa hả? Nè, cô phá hư đồ của người ta. Đền tiền là xong chuyện hay sao hả? Tôi không đền đó, tôi không có sai. Kéo người tới dọa nạt thì tôi cũng không sợ. Tôi không đền đâu, không bao giờ. Quá đáng vừa phải thôi. Cô đi đâu vậy? Đúng là cái đồ đền tiền cho tôi đi chứ. Tôi không đền. Cô đền tiền cho tôi. Trời, cái đồ suối quẩy. Đi về. Được rồi, anh nói em dừng lại ghế mà. Đó. Dạ xin cảm ơn hai anh rất là nhiều. Nhưng mà tôi... Có gì á, cứ nói tôi biết. Cô đừng có ngại. Tôi xin hai anh đưa tôi về nhà có được không? Tôi sợ đám côn đồ đó quay lại ức hiếp tôi lần nữa. Vậy nhà cô ở chỗ nào? Đây là nhà của Cam Nang Truy An mà. Dương à, chúng ta quay về đi. Tại sao vậy anh Phản? Cảm ơn hai anh nhiều nha. Để tôi vào trong xem thử coi có ai đưa bác men về nhà chưa. Thôi được. Nhà Cam Nan hả? Nhưng mà sao chứ? Dương à, đâu phải cậu không biết Cam Nan Truy An là loại người gì đâu chứ. Thôi chúng ta về đi. Đi. Ngôi nhà lớn ghê ha.
Nè Trương à, lại bị cái gì nữa vậy? Đó là con gái của Cam Nang Truy An đó. Mời ông chủ lên xe. Cảm ơn. Đi thôi, trễ giờ rồi. Thôi, xe đụng bây giờ. Hai đứa bay đứng ngắn đường người ta, bị đụng trúng thì đừng có trách nha. Mau đi đi, để trễ bây giờ. Tôi xin lỗi. Được rồi, đi đi. Dạ, lần sau đừng có đứng như vậy nữa nha. Giàu có thì ngon lắm sao? Tôi xin thay mặt cấp dưới của ba tôi xin lỗi hai anh. Ba tôi có việc gấp phải đi rồi. Không sao đâu mà, cô chủ. Nè, nè, tôi không biết tại sao mấy tấm ván gỗ này ở đây. Tôi không hề ăn cắp. Mày đừng có chối nha. Chính mắt tao thấy mày giấu gỗ ở đây từ lâu lắm rồi. Nhưng mà tao không nói với ông chủ sạch thỉ, bởi vì tao muốn cho mày một cơ hội để làm lại từ đầu đó. Nếu là tôi làm thì tôi đã cao chạy xa bay rồi. Đứng đây làm gì? Ê, mày đừng có chống chế nữa. Cũng tại mày chưa tẩu tán hết đó thôi. Trương, mày là thằng khốn nạn. Thằng Trương nó không dám làm vậy đâu ông chủ. Nếu có ai dám làm á thì phải là những kẻ sống hai mặt mới đúng. Như đám thằng Sẻn, thằng Chun, thằng Lạc kìa. Mày đừng có vu khống nha Phẻn. Không phải bây giờ mày cũng đang thiếu tiền hay sao? Nói không chừng chính là mày. Mày cấu kết với thằng Trương, ăn cắp gỗ của ông chủ sệt thỉ. Tao không có làm. Tụi bay đừng có hòng vu khống. Đó, nếu như là tụi tao đi ăn cắp gỗ thì còn giấu ở đây làm gì nữa hả? Tại sao không đi bán đi, không tốt hơn sao? Đám các người đang cố tình đặt điều vu khống cho tôi. Đó, mày nói cái gì? Im hết đi. Tao đã biết ai là kẻ ăn cắp. Bắt thằng Trương lại ngay cho tao. Dạ. Mày hả? Chạy. Anh ạ, mình đi thôi. Ông coi chừng đó. Dạ lên. Bắt tụi nó lại. Đuổi theo. Mau đứng lại mày. Mau lên. Nhanh lên, đứng lại. Mau lên. Mày định chạy đi đâu hả? Tất cả các người cấu kết để hại tôi. Mày không cần phải chống chế làm gì nữa đâu Rương. Nè, bắt nó. Bây giờ mày còn biết cả võ nữa hả? Mày giỏi đó. Đương à, mau chạy đi. Mau. Mau lên. Mày cứ đợi nó đi Phản. Em có thấy người đàn ông nào cao cao đi ngang qua đây hay không vậy? Có chứ.
Người đó chạy về hướng bên kia kìa. Đi. Cảm ơn cô nha, cô chủ. Anh không cần quyền như vậy đâu. Trời ơi, cô em làm gì ở đây mà lâu vậy? Bà chủ cho em đi tìm cô đó. Trời đất ơi, anh là ai vậy? Định làm gì cô em hả? Anh Rương. Đây đây đây, nhận đi. Nấu mà uống nha. Nói thử xem, thực ra cậu đã gây chuyện với ai vậy hả? Tôi bị đám người của Sệt Thị đuổi đánh. Chúng đổ thừa tôi là ăn cắp gián gỗ của chúng. Cậu làm việc ở nhà máy gỗ của Sệt Thị Phơm sao? Dạ đúng vậy. Nhưng mà tôi thực sự không có ăn cắp đâu. Ông chủ cứ đưa tôi tới chùa nào để thề cũng được. Không cần. Cậu có ăn cắp hay không ăn cắp không liên quan đến tôi. Nhưng mà tôi không thể nào dẫn cậu vào đây làm việc được. Dạ. Tại sao vậy ông chủ Cam Nan? Anh Rương thật sự là một người rất là tốt. Hôm trước con không bị người ta làm nhục là nhờ anh Rương đã cứu con đó ông à. Tôi không muốn chuốc thêm rắc rối đâu. Nhưng tôi biết ngày mà Sệt Thị đi buôn bán gỗ, biết đâu sẽ có ích cho ông chủ Cam Nan thì sao? Mày kêu cảnh sát tới bắt người của tao làm gì hả? Mời luôn ông Sệt Thị Phong về đồn cảnh sát cho lời khai. Tại sao tôi phải đi? Tôi có làm gì sai đâu chứ? Không làm sai thì cảnh sát mời về đồn để làm cái gì hả? Cảnh sát đã bắt quả tang đám người này đang lấy gỗ lậu đó. Nè Cam Nan, mày còn thù tao chứ gì? Chuyện tao giúp ông Am ngày trước, cái thằng Cam Nam khốn kiếp này. Nà, chuyện nào ra chuyện đó nha. Ha, đừng có bới móc chuyện khác làm gì. Làm sai á thì cứ nhận đi. Mày chỉ là cái thằng vô côn đội lốt quân tử thôi. Chúc may mắn nha Sạch Thị. Nếu không sao á thì chúng ta sẽ gặp nhau thôi mà. Xin mời. Xin mời. Đáng đời lắm. Đó. Tại sao cô lại ôm tôi? Tại vì em thấy vui khi anh được làm việc ở đây. Ồ. Với lại em cũng muốn cảnh báo anh về tin thật kia. Cẩn thận một chút thì tốt hơn. Anh ta có vẻ không thích anh lắm đâu. Nhưng mà có vẻ anh ta đang thích cô lắm đó. Kệ anh ta chứ. Bởi vì em đâu có thích gì anh ta đâu. Người em thích đó là... Nói tóm lại nha, em đang cảnh báo anh về tin thật đó. Với lại chuyện ông Cam Nan nữa, anh phải tâng bốc ông ta nhiều lên, nhớ chưa? Cam Nan thích kẻ nghe lời, kêu làm cái gì là phải làm ngay. Nếu như anh có thể làm tốt thì Cam Nan sẽ để cho anh thế chỗ của tên thực luôn. Thu tiền lãi hả? Tiền lãi cái gì chứ? Lần trước ba tôi đã trả hết cho mấy người rồi. Ba cậu đóng lời rồi hả? Nè, mau lấy giấy tờ cho nó coi đi. Coi đi, ghi chép rõ ràng. Mở ra đi. Có thấy không? Giấy tờ đàng hoàng, bằng chứng rõ ràng đó. Còn chối nữa không? Lần này tính sao đây?
đóng lãi thôi hay là trả cả gốc lẫn lãi đây? Lần này tôi xin ông chủ cho tôi chuộc lại giấy cầm cố. Hả? Tại vì thằng Phản nó làm thuê cho nhà ông Sạch Thủy. Ông Sạch Thủy đã đồng ý cho tôi vay tiền bằng cách cầm cố đất ruộng. Tiền của ông đây. Xin lỗi vì hôm nay tôi quên mang giấy cầm tới rồi. Ông xem giấy cam kết trước đi có được không? Nhưng mà giấy tờ gì vậy ông chủ? Hay là chờ thằng Phản về có được hay không? Bởi vì tôi không biết chữ, sợ đọc cũng không hiểu được gì. Ông cứ đóng dấu vân tay là xong, coi như xác nhận là tôi đã nhận tiền của ông. Chỉ có vậy thôi, dễ thôi mà. Nhưng mà ông nghĩ là tôi gạt ông hay sao hả? Không. Tôi phải làm như thế nào đây? Tôi xin làm theo lời của các ông. Chỉ cần đóng dấu, đơn giản thôi. Đơn giản thôi mà. Vậy khi nào ông chủ định đưa giấy tờ cầm lại cho tôi? Cứ yên tâm đi, sẽ nhanh thôi. Ba. Không phải như vậy. Không có đúng mà. Tôi trả hết nợ cho ông rồi mà ông Cam Nan. Ông biết là tôi không có biết chữ, cho nên cố tình gạt tôi có đúng hay không? Cái tên Cam Nan khốn kiếp mẹ. Ba. Cam Nan, ông dám gạt chúng tôi? Ông đúng là đồ khốn. Ông làm vậy mà có được à? Đồ con chó đó nịnh bợ. Tụi bây chờ đó. Phản à, con đừng có làm điều dại dột mà. Để con đi theo nãy nha bác. Bác đừng lo. Phản à, đừng có gây thêm chuyện mà. Làm ơn đứng lại đi mà. Anh Phản, anh đừng có gây chuyện với Cam Nan nữa. Đương à, cậu tránh ra đi, đừng có mà xen vô. Anh cũng thấy đám người Cam Nan đông như vậy mà, anh đánh không lại đâu. Anh có đánh cũng thua à? Rồi ba anh sống làm sao đây? Cậu đừng có nói gì nữa hết. Người như tôi, sống ra sống, chết ra chết, chết vinh còn hơn sống nhục. Cậu tránh ra đi. Đừng mà anh Phản. Tránh ra. Anh Phản. Mày đi đâu rồi hả? Ông chủ, nó không có dám bước ra đây đâu. Tưởng cái gì, quá ra là trốn luôn rồi. Chỉ là hù dọa thôi mà, nó cứ tưởng là mình làm việc. Thằng chó, nếu mày muốn sống thì tránh ra, đừng có xen vô. Cam Nan, hôm nay là ngày giỗ của mày. Mày cản nó lại đi, nhanh lên. Dạ. Phản à, đừng có làm Phản như vậy mà. Mày đừng có làm bậy nha. Có gì từ từ nói lên. Bình tĩnh đi Phản à. Qua đây. Mày mau cản nó lại đi. Mau. Còn đứng đó làm gì nữa? Phản à, có chừng. Phản à, bình tĩnh đi. Mày là thằng khốn nạn tráo trở, tao sẽ giết chết mày mà. Phản à. Trương à, Trương, cậu nhảy vào làm cái gì? Phản, cậu cản tôi làm cái gì chứ? Quả Trương, ông chủ. Trương à, đi chết đi. Trương, Trương à, từ nay tôi và cậu không còn quan hệ gì nữa. Phản à, Trương à, có sao không? Muốn lấy gì thì ông cứ lấy hết đi. Xin ông hãy tha cho ba con tôi mà. Nó muốn giết tôi đó. Ông chủ cũng có con mà, xin hãy hiểu cho tôi đi. Có được hay không vậy hả, ông chủ? Tôi sẽ tha cho hai cha con của ông, nhưng ông phải quỳ xuống đây để cầu xin tôi mới được. Ba, đừng, đừng mà ba. Được rồi, đau quá, nhẹ tay thôi, đủ rồi. Cảm ơn, đem cất đi. Ông chủ Cam Nan, ông có gì muốn sai tôi sao? Cũng không có gì, tôi chỉ muốn biết là cậu sao rồi thôi. Dạ, tôi cũng tốt hơn rồi, nhưng mà vết thương vẫn còn hơi nhói, rồi sẽ khỏe lại thôi mà. Cậu cũng giỏi chịu đựng thật đó Rương à. Mà nè,
cậu có biết đọc hay là biết viết hay không vậy? Tôi đã từng được các thầy trong chùa dạy, chắc là cũng đọc được đôi ba chữ. Được, 2-3 ngày nữa tôi sẽ cho cậu đi thu lại với tôi. Cảm ơn ông chủ Cam Nan. Không có gì. Ông chủ, cho nó theo làm gì vướng tay vướng chân. Tôi với thằng Măng đi theo ông là được rồi. Đúng vậy, miệng thúi của mày lại đi. Nếu hôm đó mà không có thằng Trương thì tao đi chào ông bà rồi. Hai đứa bay không được trò trống gì hết á, nuôi tụi bay tốn cơm vô ích. Tôi mượn có 50 bạc thôi mà ông chủ, sao lại thành 150 bạc rồi vậy? Nè, cậu nghĩ là tôi gian lận cậu hay sao cậu Đen? Tôi không phải ý như vậy đâu. Tôi chỉ thắc mắc sao tiền lãi lại cao như vậy thôi. Nè, cả tháng nay ông có trả được bạc nào đâu, làm sao mà tiền lãi lại không tăng lên được chứ? Nhưng mà lúc đi mượn, ông chủ Cam Nan đã nói là thu tiền lãi theo tháng rồi mà. Tại sao bây giờ lại đổi ý, nói là thu theo ngày chứ? Tôi không hề nói chuyện đó. Nếu cô cho rằng điều mình nói là đúng thì mang bằng chứng ra đây, có xác nhận là tôi lấy tiền lãi tháng. Bằng chứng đâu? Không có đâu mà ông chủ, lục hết cả người tôi cũng chỉ còn có 10 bạc thôi à. À, tôi tính như vậy cậu có được hay không? Cậu không có tiền cũng chẳng sao hết, cứ đưa con trâu này cho tôi là mọi chuyện xong thôi. Anh không được. Ba, à, mẹ, chắc nó về đi. Không được đưa trâu của mình cho ông ta đâu. Đừng như vậy mà ông chủ, thằng Điên nó thương trâu lắm. Tôi đưa trâu cho ông rồi, tôi biết lấy trâu đâu mà cài chứ. Xin ông cho tôi nợ tiền lãi đi mà làm ơn. Cậu mắc nợ tôi, còn dám trả giá sao? Ông Cam Nan, tôi gian xin ông đó. Tôi chỉ thiếu nợ ông có 150, nhưng mà con trâu này nó mắc hơn số tiền nợ rất rất nhiều. Vậy thì cứ chọn đi, giữa con trâu đó và chồng cô đi tù, cô chọn cái nào? Đừng lấy trâu của chúng tôi đem đi mà. Tôi xin ông. Vậy thì mau đưa tiền đi, mau trả tiền đi. Hai đứa bay, mau dắt con trâu về nhà tao. Dạ, không được. Dạ. Không được. Dắt đi. Không được. Dạ. Tránh ra đây. Tránh ra. Tránh ra. Cút đi. Cái thằng nhóc mày là người xấu. Hai tụi bay, tránh ra đây. Kéo thằng nhỏ ra chỗ khác đi. Cút đi. Cút đi. Kéo nó ra. Tôi xin ông đâu của tôi. Đừng dắt trâu của chúng tôi đi. Kéo nó ra đi. Đi ra đi ra. Tránh ra. Kéo nó ra chỗ khác. Chỉ là một thằng nhỏ thôi, xử lý cũng không được sao? Làm ơn đi mà ông chủ. Làm ơn đi. Nè Trương, tránh ra. Kéo trâu về. Đừng đụng vào trâu của tôi. Ông Cam Nan, tôi xin ông mà. Tránh ra. Cút đi. Cứ mang tiền ra mà trả đi. Anh à, tôi đúng là vô dụng mà, trời ơi. Bỏ ra. Cút đi. Mau giữ nó lại, để tao dắt trâu về. Anh à, nhanh nhanh lên đi. Thằng nhóc này. Tránh ra đi. Tránh ra. Sao ông lại giết nó? Sao ông lại giết nó chứ? Ông giết nó để làm gì? Sao lại làm vậy? Sao lại giết nó chứ? Tôi không hề cố ý mà. Nó nhào tới muốn hút tôi, tôi phải tự bảo vệ mình thôi. Người xấu, giết nó làm gì? Nó chỉ là một con trâu thôi, sao ông lại làm vậy? Trả trâu lại cho tôi đi. Nè,
sao mày không về đi? Lề mề cái gì ở đây vậy? Trâu cũng đã chết rồi hả? Sao lại giết nó chứ? Mày la hét cái gì vậy hả? Buông mày ra. La hét cái gì? Trâu thì cũng buông đã chết ra. Rồi muốn ăn đòn sao? Dừng tay, tha cho nó đi mà, nó còn nhỏ. Ông sẽ gặp quả báo, ông sẽ chết đi như nó vậy. Tôi nguyền rủa ông, tôi nguyền rủa mấy người, mấy người sẽ chết giống như nó vậy. Mày cấm miệng lại, mày ăn nói lung tung cái gì vậy? Buông ra đi. La hét cái gì chứ? Buông ra. Cấm miệng lại cho tao. Đi nè, thôi đi con. Thôi đi mà, về nhà với ba. Tôi nguyền rủa mấy người, thôi đi con. Sẽ không được chết yên thân đâu. Tôi nguyền rủa mấy người, về nhà với ba đi. Mấy người sẽ chết giống như nó vậy. Thôi. Tôi nguyền rủa mấy người. Bỏ đi. La hét cái gì vậy không biết. Tụi bay mang về làm thịt viên ăn, mang về đi. Ông sẽ gặp quả báo, ông sẽ chết đi như nó vậy. Tôi nguyền rủa ông, tôi nguyền rủa mấy người. Tôi nguyền rủa ông, tôi nguyền rủa mấy người. Thấy ít nói cứ tưởng đâu hiền lành đoan chính, ai dè thèm muốn có chồng tới điên luôn rồi. Tôi không bao giờ để yên đâu. Qua trên trời thì tôi cũng có quyền mà, không phải sao? Hại người như cậu đây không có quyền hại tôi gì hết. Con và anh Rương đã thành vợ chồng rồi. Ông chủ Cam Nam gia tài bạc ngàn, ông chủ Cam Nam đừng đối xử vô tình bạc bẽo với chúng tôi như vậy. Bạc bẽo hả? Vô tình với mày hả? Anh Rương, thứ vô ơn